Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em quay trở lại đối với Hiệp. Rồi hôm nay Hiệp sẽ dẫn một số các anh bạn đi xem đất ở khu vực Tiến Thành gần chỗ Nova World. Thì vừa qua cái sau cái video của Hiệp về cái giới thiệu về Tiến Thành và Nova thì có rất là nhiều người quan tâm. Và hôm nay thì Hiệp cũng sẽ dẫn cho các bạn đi đến tham quan một vài cái vị trí bất động sản xung quanh khu vực Nova. Đây là một cái khu vực rất là tiềm năng luôn. Và Hiệp đang trên đường đi tới khu vực Nova cùng với những người bạn của Hiệp. Và có một số mấy anh bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng quan tâm tới cái bất động sản khu vực này. Và sẵn đây Hiệp làm cái clip này để chia sẻ với anh em tình hình thực tế khu vực Nova đang như thế nào để anh em có thêm cái nguồn tham khảo. Và nếu có thêm cái sự quan tâm nào đó thì có thể nhắn tin, có thể liên lạc, có thể gọi điện cho Hiệp bằng bất cứ cách nào, qua Zalo, Facebook, Instagram, kênh nào cũng có, kể cả TikTok thì Hiệp sẽ có ở tất cả các kênh để có thể hỗ trợ anh em thông tin về bất động sản, kinh nghiệm chia sẻ về bất động sản cho tất cả mọi người một cách đơn giản và dễ dàng nhất và hiệu quả cao nhất cho anh em nha. Bây giờ mình cùng đi nè. Ơi, xin chào mọi người. Mình đang đi trên cái con đường dẫn tới chỗ Nova World Phan Thiết. Đây là một cái cung đường mà bữa giờ rất là nhiều người quan tâm. Và chỗ này cách Nova khoảng còn 5 km nữa nha anh em. Cách khoảng còn 5 km, cho nên anh em sẽ thấy hai bên đường là nó đang rất là hoang sơ. Nhưng mà đến cái vị trí của Nova thì nó sẽ khác hoàn toàn, nó không có giống như con đường mình đang đi như thế này. Đây chỉ là một con đường để dẫn tới Nova mà thôi. Và trong khoảng thời gian qua thì rất là nhiều nhà đầu tư trên toàn quốc quan tâm cái dự án ở khu vực này, bởi vì đây là một cái dự án nó được đánh giá là rất là tiềm năng. Và như mọi người biết rồi thì bất động sản nó tăng giá nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố là nó đi theo nhà tạo lập thị trường. Và Nova là một trong những ông lớn có khả năng tạo lập thị trường, biến đổi cả một khu vực. Thì có một cái điều dễ hiểu là bất động sản nó tăng giá nhờ cái tính hiệu dụng, cộng thêm nữa là cái giao thông nó thuận tiện, hoặc là cái tiện ích xung quanh nó được cải thiện thì giá nó cũng sẽ tăng theo. Và chính vì vậy Nova đã làm được cái điều này. Cái điều thứ hai nữa là cái khu vực này nó rất là gần cái đường ra của cao tốc Long Thành Phan Thiết. Khi mà mọi người đi ra khỏi cao tốc Long Thành đến Phan Thiết thì có một cái đường dẫn băng ra từ quốc lộ băng vào khu vực Nova World, chỉ khoảng 10 phút đi xe thôi, rất là gần và đường thông thoáng và rộng, đường làm mới hoàn toàn. Cho nên đây là một cái điều kiện thuận lợi cho mọi người đi đến Phan Thiết rất là dễ dàng. Và năm 2022 thì dự kiến là cao tốc sẽ hoàn thành vào năm 2022. Thì lúc này từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Phan Thiết thì rút ngắn khoảng còn hơn 2 giờ đồng hồ thôi. Mọi người có thể là đi ra Phan Thiết nghỉ dưỡng một cách nó rất là dễ dàng. Chiều thứ sáu hoặc là sáng thứ bảy mình lái xe chở gia đình, bạn bè, anh em đi ra Phan Thiết tắm biển, ăn hải sản, nghỉ ngơi. Rất là nhiều resort ở đây, resort nhà nghỉ khách sạn rất là nhiều, giá nó cũng rất là bình dân, từ 1, 2, 3 sao cho tới 5 sao đều có đủ tùy vào nhu cầu của anh em. Tức là rất là thuận tiện để đi ra Phan Thiết nghỉ dưỡng thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng. Rồi sau đó mình lại quay vào Sài Gòn một cách rất là dễ. Cứ chiều chủ nhật mình chạy về thông thả khoảng đâu đó khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ mình đã về tới nhà rồi. Và mình có một cái tuần mới làm việc một cách nó hiệu quả, trơn tru và rất là thoải mái. Thế là anh em có thể tận hưởng cuộc sống một cách nó hoàn hảo hơn. Đó là cái chia sẻ mang cái tính chất cá nhân của Hiệp. Cái điều nữa là khi mà mọi người mà đi tắm biển thì mọi người sẽ thấy là cái cảm xúc của mình nó sẽ trở nên tích cực hơn rất là nhiều. Và nhờ cái cảm xúc tích cực này mình lại tái tạo được cái năng lượng mình lao động và mình quay lại công việc một cách nó mạnh mẽ hơn và hiệu suất nó cao hơn. Thế là mọi thứ nó trở nên tốt đẹp. Quay trở lại câu chuyện bất động sản thì vài năm trở lại đây thì Phan Thiết
như là một cái điểm đến của các cái nhà đầu tư, chứ không phải chỉ đơn giản là điểm đến của những cái người yêu thích biển, yêu thích cái việc du lịch và nghỉ dưỡng, thì còn là một cái việc là yêu thích của các cái nhà đầu tư. Bởi vì đất ở Phan Thiết, bất động sản Phan Thiết nói chung là còn đang rất là rẻ, đang rất là thấp so với những thành phố khác. Và Phan Thiết cũng có thêm một cái điều kiện thuận lợi, đó là các cái quy hoạch mới. Trước đây Phan Thiết rất là hoang sơ, quy hoạch không có, những cái nhà tạo lập thị trường, hạ tầng nó chưa có được hoàn thiện, cho nên là không có được chú ý. Tuy nhiên đó cũng là một cái điều kiện thuận lợi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình quy hoạch sau á, thì mình phát triển sau, nhưng cái quy hoạch của mình nó sẽ trở nên đồng bộ và nó hiệu quả cao hơn. Thì cái nào nó cũng có cái tính hai mặt của nó. Rồi mình sắp tới nơi rồi nhé mọi người. Từ cái vị trí này là bắt đầu mình nhìn thấy biển rồi nè anh em nè. Biển đang trước mặt mình. Ở trong cái màn hình thì cái biển nó nhỏ, nhưng thực tế ở ngoài đây là không gian biển vô cùng rộng. Và đã thấy cái quang cảnh nó sẽ làm cho tâm lý của mình trở nên thoải mái hơn rất là nhiều. Ở vị trí này là vị trí trên đồi, cho nên mình xuống nhìn xuống biển nó rất là đẹp. Đây là một cái điều ưu ái của thiên nhiên đối với Phan Thiết, là một phần của Phan Thiết kéo dài dọc hết bờ biển. Đó, anh em coi phía trước là một cái xe công trình. Bởi vì đây là cái công trình, cái xe này là phục vụ cho công trình Nova World, nên là ở đây cũng sẽ có rất là nhiều cái công trình khác chứ không phải riêng Nova. Nhưng mà vì sao mọi người hay nhắc tới khu vực Phan Thiết, đặc biệt là Tiến Thành, thì người ta hay nhắc tới Nova World? Bởi vì đây là một cái siêu dự án rất là lớn, to vật vã, nó đến 1.000 hecta. Chính vì vậy người ta hay nhắc tới, y như là một cái minh chứng là những cái nhà tạo lập thị trường, những ông lớn đang nhảy vào Phan Thiết. Và anh em thấy những cái xe công trình rất là to đang ngày đêm làm việc. Và lát nữa Hiệp cũng sẽ quay một vòng, một khoảng Nova World cho mọi người xem nhé. Rồi cũng gần tới cái vị trí bất động sản mà Hiệp dẫn các cái anh bạn này đi xem, thì Hiệp cũng sẽ kết hợp quay một đoạn ở đây để cho mọi người thấy là cái bối cảnh xung quanh đây nó đang diễn ra như thế nào. Và cũng là coi như là một nguồn tham khảo thêm cho các anh em ở xa có thể là quan tâm đến bất động sản Phan Thiết, thì Hiệp sẽ cung cấp thêm cái nguồn thông tin để cho anh em có cái thêm cái nguồn để cho mình tham khảo nhé.